Thập đại mỹ nhân cổ trang TVB ngày ấy, Âu Mỹ Linh, Lam Khiết Anh, Hồng Nhan Bạc Phận, Lê Tư cưới chồng đại gia thành phú bà bạc tỷ. Trong giai đoạn hoàng kim, TVB đã mang đến cho khán giả rất nhiều tác phẩm kinh điển cùng những sao nữ sắc nước hương trời. Trong hàng trăm người đẹp từng hoạt động cho nhà đài, người ta đã chọn ra 10 mỹ nhân cổ trang nổi tiếng và thành công nhất. Cùng là tuyệt sắc giai nhân, nhưng cuộc đời họ lại trái ngược, người thì khổ vì quá đẹp, người lại nhờ ưu thế ngoại hình mà gả nhập hào môn gia tài bạc tỷ. Top 10. Châu Hải My thành danh nhờ nhan sắc dịu dàng mong manh gây thương nhớ trên màn ảnh. Đẹp là thế, nhưng Châu Hải My không may mắn trong tình yêu khi đổ vỡ hôn nhân với Lữ Lương Vĩ. Đó là lý do ở tuổi U60, cô chọn cuộc sống độc thân trong căn biệt thự đắt tiền. Top 9. Trần Ngọc Liên thường được gọi tên khi nhắc đến những tiểu